Trong năm tài khóa vừa kết thúc vào tuần trước, không doanh nghiệp nào trong số 4.000 công ty đại chúng của Nhật Bản nộp đơn xin phá sản. Tuy nhiên, đây không phải là tin đáng mừng. Theo các nhà phân tích, Nhật Bản đang đi trên con đường tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm dọn dẹp các công ty làm ăn kém hiệu quả và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, các quốc gia này áp dụng các điều kiện tín dụng dễ dàng lại cho thấy kết quả ngược lại. Các công ty làm ăn kém hiệu quả vẫn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để duy trì tình trạng leo lắc mà không nộp đơn phá sản. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Telcoku Databank, lần cuối cùng nước Nhật không có công ty đại chúng phá sản là 26 năm trước. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nóng với mức 5,5% một năm. Không lâu sau đó là thời kỳ suy thoái, kế theo đó là sự sụp đổ của bong bóng trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Trong lần này, lãi suất cực thấp và chính sách đảm bảo các khoản vay từ chính phủ do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giúp nhiều công ty có vốn để tồn tại. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe từng gọi sự thất bại trong kinh doanh chính là thành công với nền kinh tế. Theo đó, việc có những công ty phá sản vì làm ăn kém hiệu quả là rất cần thiết.